Hello, xin chào anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh của Khánh Nhân TV. Vâng, chúc anh chị và các bạn có một buổi sáng tràn đầy năng lượng và luôn sức khỏe. Và chúng ta lại bắt đầu một ngày công việc mới và Khánh Nhân TV tranh thủ một chút nói chuyện với anh chị và các bạn buổi sáng rồi sau đó thì hái những quả dâu tây rất là chín. Vâng, anh chị và các bạn có thể thấy là những quả dâu tây New Zealand chín mọng đã được hái và nói chuyện với anh chị một chút về vào mùa dâu tây và hiện tại thì đã đến mùa dâu tây đấy anh chị, bởi vì chỉ còn ít ngày là mình sang tháng 10 mà. Thì dâu tây thì nó từ tháng 10 cho đến khoảng tháng 4 sang 5. Vậy thì ngay bây giờ thì Khánh Nhân TV sẽ chia sẻ với anh chị và các bạn này, chúng ta thứ nhất là chúng ta nên trồng những cái loại cây dâu như thế nào để cho nó hiệu quả anh chị nhé. Bởi vì là Khánh Nhân TV đã từng trải nghiệm cho nó những cái ở nhiều cái cung bậc rồi. Và có những cái gì hay thì những cái gì mà nó hiệu quả thì muốn chia sẻ lại anh chị các bạn. Còn tất nhiên rồi, có mỗi người một cách. Nếu anh chị các bạn là người chuyên nghiệp thì cũng có thể là không cần xem video này. Thì Khánh Nhân TV đã từng trồng ngó này, trồng cây mô và trồng hạt. Thì trước mắt anh chị các bạn đây. Cái này thì là đúng là một trải nghiệm. Trước đây thì mình có gieo hạt, mình đưa cái cây ra anh chị ạ, đưa cái cây hạt ra, thì cái khả năng sống sót của nó rất là kém, có thể là do cây quá bé hoặc là do cái môi trường của mình hoặc là mình chăm sóc chưa tốt lắm, nhưng có thể là cũng rất là khó. Cho nên cái việc mà mua những cái dâu nào để mà cái kiểu dâu mà như thế nào để mà trồng nó hiệu quả thì Khánh Nhân TV sẽ chia sẻ với anh các bạn, anh chị các bạn thế này. Nếu chúng ta mới tập trồng thì mua ngó thì chúng ta trồng để thử trải nghiệm xem là cái độ ngọt độ chua rồi cái cách chăm sóc rồi cái cách chọn cái cách trộn giá thể để rồi là dùng phân để cho dâu nó ra hoa ra quả. Và sau khi mà chúng ta trồng chuyên nghiệp lên thì anh chị các bạn nên mua cây ngó về trồng nhá. Xin lỗi là mua cây mô về trồng. Và hiện tại thì cây mô mà nếu như anh chị mua từ những cái cây mà dạng Nhật lùn, New Zealand và đặc biệt đã có một loại dâu Nhật Hana. Đây anh chị, đây là một giống dâu Nhật Hana. Thì Khánh Nhân TV nhắc lại với anh chị và các bạn là Nhật Hana là một trong những loại dâu mà nó cực kỳ ngọt. Rất là ngọt luôn, ngọt thơm. Tuy nhiên thì Khánh Nhân TV trồng bằng cây đánh đất anh chị nhá. Thì đây là những cái cây mà ngó của những cây đánh đất. Tuy nhiên cái việc mà ra quả nó kém hơn những cái cây khác. Chính vì vậy mà anh chị nên, nếu như có thể nhá, thì chúng ta nên mua được những cây Nhật Hana, cây mô gì nhá. Thì tại sao lại là cây mô? Bởi vì anh chị và các bạn biết rồi, cây mô là họ đã nhân giống và họ nuôi những cái cây mô ở bên trong phòng mô rồi họ đưa ra cho mình, rồi khi đó mình về mình nuôi lên và họ lấy được chọn là những cái ở những cái giống tốt họ nhân từ mô. Cho nên là rất là chắc chắn khi người ta chọn giống thì người ta sẽ tìm những cái cây những cái yếu tố nào mà nó phù hợp mà có cái là nó cho năng suất cao đấy chị ạ. Thì Khánh Nhân TV đã từng trồng những cây mô về Nhật Sachinoka, New Zealand thì mình thấy được cái điều đó. Và cái Nhật Hana thì khỏi phải nói rồi, quá trùm, quá ngọt, dùng rất là hiệu quả gì nhá. Còn nếu mà nói đến đây thì một số chị và các bạn nói rằng là tại sao lại không trồng bằng hạt? Vâng, trồng bằng hạt thì nó hơi khó một chút. Một thời công cái công gieo hạt này rất là lâu. Vâng, công gieo hạt rất là lâu rồi cái giai đoạn mà chăm sóc từ cái con đó, lên cái cây lớn cũng rất là lâu luôn anh chị, và nó khó cái khả năng sống sót bởi vì chúng ta phải chăm sóc cực kỳ kỹ luôn. Khánh Nhân TV đợt rồi thì cũng hơi bận chút. Chính vì vậy mà những cái cây dâu nhỏ là nó có thể là nó bị nắng hoặc là nó bị ảnh hưởng, cho nên là nó không được ok lắm. Và bây giờ chỉ còn lại mấy cây thôi. Cho nên chúng ta nên chọn những cây mô là ok. Và nếu như được mà
kiểu như mình cái mùn lớn lớn chút anh ạ, thì về chúng ta đưa vào những cái chậu nhỏ trước, chậu nhỏ chúng ta trồng cho nó lên, xong chúng ta lại tiếp tục đưa ra cái chậu lớn hơn, dần dần đã là đưa dần ra thì dâu nó rất là khỏe. Và đặc biệt là cái cây cái mô là Khánh Anh TV nhắc lại là ăn ra quả rất là ok anh chị nhá. Đấy, đây là những cây cái mô này, cây mô rồi, có nghĩa là nó từ cái cây này là cây con của cây cây mô, nhưng mà rất là ok. Còn là đợt này thì Khánh Anh TV cũng thấy một trên một cái kênh có họ đang quảng cáo là đã có nhật hai cái mô chị, thì Khánh Anh TV sắp tới sẽ mua một ít cái loại cái mô về để trải nghiệm trồng, xem là cái khả năng cơ bản là cái mình thì trồng tốt rồi, nhưng mà cái việc mà ra hoa kết trái nó như thế nào là thôi. Mình thì bây giờ mình muốn là tăng cường cái độ ra hoa kết trái, tức là cái năng suất của dâu, mà đặc biệt là dâu Nhật Hana anh chị nhé, dâu Nhật Hana. Đây thì đây những cái dâu Nhật Hana nhưng mà mình trồng từ ngó ra thì có vẻ như là cái việc mà ra quả thì nó cũng hơi chậm anh chị ạ. Chính vì vậy mà chúng ta nếu như anh chị có điều kiện nhá, thì chúng ta nên chọn những cây cấy mô về chúng ta trồng. Và đây là những cây Nhật nhưng mà cũng rộng Nhật, nhưng mà mình cũng xin cây về trồng nhưng mà quả nó cũng rất là kém. Và tóm lại là chỉ có những cây cấy mô thì quả nó mới là có dường như là có hiệu quả. Đây, những cây dâu Nhật Hana đây. Đấy, anh chị thấy cuộc sống thiên nhiên đấy, một trong những cái loại mà nó phá dâu là con này đây. Đây. Anh chị thấy chưa? Nó nhìn như vậy thôi nhưng mà nó cứ bò đến đâu rồi là nó vô nó ăn quả rồi nó phá cây luôn ạ. Một chút nữa thì mình sẽ bắt. Đó, anh chị thấy không? Biết là nó bò đến những cái dâu Nhật Hana, mặc dù là nó rất là tốt nhưng mà cái việc ra quả thì nó cũng không được ok lắm anh chị nhá. Thế cho nên là Khánh Anh TV nhắc lại anh chị này là bây giờ là đang đầu vào mùa là tháng 10 này. Nếu như anh chị bây giờ mua cây mô ấy, thì nếu như chăm giỏi thì có thể là cuối vụ thì nó có quả. Còn những cái cây khác như cây trồng chậu này khác thì có thể một tốt trồng tốt thì khoảng một tháng nó ra hoa. Nhưng mà Khánh Anh TV nhắc lại là đối với Nhật Hana anh chị nhá thì cái việc ra quả nó không được đồng đều. Nếu như mình trồng những cây ngó thì thực là như vậy, mình chưa thấy nó, có nghĩa là trồng 10 chậu chẳng hạn thì không phải là 10 chậu nó ra hoa cả, mà chỉ có một vài chậu nó ra hoa thôi. Cho nên chúng ta hãy cân nhắc trong cái việc mà lựa chọn, đặc biệt nếu anh chị trồng nhiều thì chúng ta nên mua từ cây mô về chúng ta trồng đồng loạt, thì là mình nghĩ là cái năng suất nó sẽ ok hơn các anh chị nhá. Đấy, con ốc sên nó cua lá, nó ăn lá, chị thấy chưa? Đấy, mình thấy nó phá rất là ghê luôn ha, nhìn rất là ghê. Đấy, thì như anh chị các bạn thấy đây, anh TV có trồng mấy cái cây dâu từ gốc này, nó đã lớn lớn này. Đây, đó hai cái chậu, một cái chỗ có cái rêu vàng vàng đó, do là cái dự án mưa này, không đi ra gần đó anh chị. Đấy, thì những cái cây đó mình muốn phục hồi là cái cây già, thì để cho nó ra những cái cây đó là chắc chắn nó sẽ ra hoa. Thì anh chị các bạn thấy Nhật Hana nó rất là tốt, nhưng những cái cây này nó chưa thấy quả đâu hết đó. Thì đấy, thì sáng nay một chút vậy chia sẻ với anh chị các bạn hái chúng ta chỉ được một chút quả dâu tây như vậy thôi. Thì chúc anh chị và các bạn vui vẻ nhé, chúng ta hãy chăm sóc dâu tây, và nếu như anh chị các bạn là người đam mê thì hãy nếu có câu hỏi thì cứ comment, hoặc là mình trợ giúp được cái gì thì mình sẽ trợ giúp cho chị các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại, gặp ở những cái video tiếp theo. Bye bye. Và cái việc đầu tiên sau khi dừng cái video đó là phải đi bắt con ốc sên anh chị nhá. Rất là ghê ha. Đấy.